Chào mừng các bạn đã quay trở lại Phương Thành Review. Từ một thập kỷ trở lại đây, từ năm 2001 đến năm 2011, tựa phim chuyển thể Harry Potter đã ghi đậm dấu ấn tuổi thơ trong lòng nhiều đứa trẻ như một huyền thoại màn ảnh. Thế nhưng, đó là ở khía cạnh điện ảnh, còn ở khía cạnh trò chơi, những tựa game mang hơi hướng huyền ảo, phép thuật lại chẳng lấy một chút gì nổi bật, thậm chí còn bị ví von là game của trẻ con. Bỏ ngoài mắt thất bại của những kẻ đi trước, đoạn trailer mà Warner Bros tung ra trong sự kiện State of Play đã thu hút nhiều sự tò mò lẫn chê cười. Khi sẵn sàng chơi lớn đến mức tạo ra một trò chơi thế giới mở cùng chủ đề với tên gọi là Hogwarts Legacy, hứa hẹn làm hài lòng các fan Harry Potter nhiều thế hệ. Vậy bạn có biết nên build một bộ PC như thế nào để thể chiến tựa game này marketing nhưng với chi phí thấp nhất chưa? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé. Let's go. Để gồng gánh tựa game này mượt mà thì cần ít nhất một bộ vi xử lý Intel Core i7-8700 hoặc AMD Ryzen 5 3600, RAM 16GB, đồng thời là các đồ họa Nvidia GTX 1080Ti hoặc AMD RX 5700XT 8GB. Yêu cầu quá cao, ở Phương Thành thì quá dễ. Từ những thông tin mà nhà phát hành đưa ra, chúng mình sẽ build cho các bạn một bộ PC chỉ với 30 triệu có thể chiến tựa game này mượt mà, ổn định và full setting, cùng con chip Intel Core i7-13700K và các đồ họa RTX 3080 và cặp RAM 32GB. Với cấu hình trên giúp bạn giải quyết tất cả các vụ nặng trong công việc lẫn chơi game. Các bạn chú ý nha, đây là đồ họa trước lúc mình bật ray tracing và mask setting nha anh em. Và bây giờ mình sẽ bật mask đồ họa lên cho anh em xem. Ultra là mức đồ họa cao nhất của game. Ray tracing on. Ray tracing quality mình để Ultra luôn nha anh em, cao nhất luôn. Những bụi cỏ ven đường chi tiết hơn, màu sắc tươi hơn. Đặc biệt, mặt trời chiếu trên biển tạo hiệu ứng biển trong suốt và chân thực hơn. Hoặc độ chi tiết của những tảng đá bên đường được thể hiện một cách rõ ràng và có chiều sâu hơn. Và bây giờ, anh em cùng mình chơi game để hiểu hơn về cốt truyện của tựa game này nha. Với nội dung chính lấy bối cảnh ở thế kỷ 18, khi mà các tên tuổi tiêu biểu của Harry Potter còn chưa được ấn định, thông qua cơ chế nhân vật đặc sắc, bạn sẽ được tự do vẽ nên nhân vật chính của mình từ ngoại hình, giới tính cho đến việc chọn nhà thông qua buổi lễ phân loại Sorting Ceremony hay vóc dáng của chiếc đũa thần đầu tay khi bắt đầu hành trình nhập học tại ngôi trường Hogwarts. Như đã nói ở trên, mặc dù Hogwarts Legacy trải qua rất nhiều khó khăn và nghi ngờ trong quá trình ra mắt, thậm chí còn có người nghĩ cách hành động của nó sẽ vô tri, ngớ ngẩn như đống game ăn liền trên web, thì lập tức bị âm mặt khi lối chiến đấu của Hogwarts Legacy lại vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn, không kém các trận đánh hệt phim bom tấn của dòng game Batman Arkham, với tiết tấu dồn dập, đòn đánh nhanh, dứt khoát khiến người chơi không ngừng dính mắt vào màn hình mà ngón tay cũng phải cào phím liên tục để công thủ toàn vẹn. Đặc biệt hơn, chẳng cần phải là một tên phù thủy lão làng, bạn cũng có thể dễ dàng tạo ra chuỗi combo đẹp mắt bằng cách kết hợp các phép gây sát thương, khống chế và tạo lực như là nhấc bổng, đóng băng mục tiêu rồi xả phép, bằng với các đòn vụt gãy cơ bản ở tốc độ cao, gây choáng, thổi bay, và khi đã đủ năng lượng, đòn đánh Ancient Magic không khác gì một chiếc liềm tử thần đang gọi tên đối thủ của bạn. Mỗi đòn đánh ra mang theo uy lực cực mạnh, cực sảng khoái và đẹp mắt. Và hơn hết, chất lượng thiết kế đồ họa từ nội ngoại thất của Hogwarts Legacy đều được dựng lại một cách chân thật, tỉ mỉ và sống động đến bất ngờ thông qua từng chi tiết nhỏ nhất như các bậc thang ẩn hiện hay các bức họa chuyển động, và thậm chí những nhạc cụ tự hợp tấu du dương như có như không che lấp những tiếng cười lanh lảnh vang vọng các lối đi, cùng với những bộ giáp trung cổ thi thoảng lại lách cách dọa người. Bấy nhiêu đó thôi cũng thấy sự đột phá và vượt trội của tựa game này xứng đáng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn, sẵn sàng đá bay những đàn anh game trẻ em ra chuồng gà đếm thóc. Tuy sẽ vẫn còn nhiều thứ chưa thực sự hoàn hảo nhưng vẫn sẽ là một tựa game làm hài lòng các phù thủy trẻ tuổi. Vậy là chúng mình đã test xong cho các bạn tựa game Hogwarts Legacy. Nếu thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.